cái nữa nước lầy rồi cái đứng này thì đậu cái mớ tàu nói chung bộ đậu nghe tiếng đập tàu rầm rầm rất mừng dễ sợ mà không biết ra bộ đậu tới thì vô đây cái hậu bộ đậu của câu đâu có ga có thuyền mà để bơi lầy không thấy không họ cũng đi bộ thôi chứ không có bộ đậu 100% là chết cô nói thiệt đó không có bộ đậu là 100% là mọi người hơi gia đình đi trước mắt rồi hơi gia đình đi vì cô gia đình cô dạo qua gia đình đi đều chết hết nghĩ rứa 100% rồi. Khi hay tin nhiều khu vực xung quanh khu vực đóng quân ngập sâu, bộ đội đặc công nước của tiểu đoàn 409 đã ngay lập tức lên phương án cứu dân. Thuyền máy, thuyền cao su và tất cả áo phao cứu sinh trong đơn vị đều được huy động để tiếp cận các khu vực có người cầu cứu. Ba tốt bộ đội, mỗi đội 20 chiến sĩ đã có mặt tại các khu vực ngập sâu. Trong những chuyến đầu tiên, bộ đội ưu tiên giải cứu các gia đình có trẻ em, người già đưa về đơn vị tránh trú. Nhiều tình huống không tiếp cận được bằng xuồng máy, các chiến sĩ phải bơi theo đội hình để giải cứu. Khi mà bộ đến đơn vị nắm tình hình, báo cáo thủ trưởng bộ mưu đã điều động toàn bộ lực lượng trong quá trình phòng chống lũ lụt, đưa áo phao, phao bơ, dây, xuồng su, xe siêu để sơ cứu khoảng 100 hộ dân bị mắc kẹt lũ lụt, đưa ra ngàn người về cái khu an toàn. Ngay sau đêm trắng lội trong nước xiết cứu người, bộ đội 409 lại bắt tay ngay vào việc giúp dân khắc phục hậu quả do bão gây ra. Lực lượng của tiểu đoàn 409 đã tham gia dọn bùn, khơi thông cống rãnh, vệ sinh trường học và đưa hơn 200 mét khối nước sạch đến với bà con mất nước máy sau bão.